Chào mừng quý vị đã đến với chương trình truyền hình Tâm tài Nghệ An. Chương trình do Quỹ Tâm tài Nghệ An và Đài Phát thanh Truyền hình Nghệ An phối hợp thực hiện. Thưa quý vị và các bạn, một trong những thành công tiêu biểu của Nghệ An trong những năm qua đó chính là thu hút nguồn lực từ xã hội hóa cho công tác an sinh xã hội từ thiện. Hàng trăm tỷ đồng mỗi năm từ các tổ chức cá nhân ở trong và ngoài tỉnh đã góp phần không nhỏ trong xóa đói giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao chất lượng giáo dục đào tạo, hỗ trợ gia đình chính sách. Trong chương trình truyền hình Tâm tài Nghệ An hôm nay, chúng tôi mời quý vị và các bạn cùng đón xem phóng sự về công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương, một trong những doanh nghiệp có nhiều đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội từ thiện của tỉnh nhà. Công ty cổ phần tập đoàn Thái Bình Dương được thành lập ngày 4 tháng 7 năm 2001. Sau hơn 10 năm xây dựng và phát triển, đến nay tập đoàn có 18 đơn vị, trong đó có 6 đơn vị thành viên và 12 đơn vị có góp vốn với vốn điều lệ trên 1.000 tỷ đồng. Hoạt động của tập đoàn trải khắp 3 miền Bắc Trung Nam với các lĩnh vực đầu tư kinh doanh chính, công nghiệp, tổng thầu và bất động sản. Chúng tôi quan niệm rằng chất lượng nằm lên uy tín và thương hiệu. Bởi vậy, cái giá trị đích thực là giá trị thương hiệu mà chúng tôi đã bền bỉ xây dựng trong nhiều năm qua. Tiêu chí của chúng tôi là: một, đối với cổ đông, chúng tôi khẳng định mang lại sự tăng trưởng ổn định và bền vững. Hai, đối với khách hàng, chúng tôi cam kết mang lại những giá trị dịch vụ và giá trị sản phẩm với chất lượng tốt nhất. Ba, đối với đối tác, chúng tôi đảm bảo sự hợp tác bình đẳng cùng có lợi. Bốn, đối với cán bộ nhân viên, chúng tôi tạo điều kiện để phát huy hết khả năng, sáng tạo, có cuộc sống tốt về mặt vật chất và tinh thần. Năm, đối với nhà nước và cộng đồng, chúng tôi luôn hoàn thành trách nhiệm và đóng góp tích cực cho hoạt động xã hội và từ thiện. Trong các lĩnh vực đầu tư kinh doanh gồm công nghiệp, tổng thầu và bất động sản thì công nghiệp hiện chiếm tỷ trọng đầu tư cao nhất của tập đoàn vì đây là lĩnh vực mà đất nước đang cần. Hiện nay các dự án điển hình mà tập đoàn Thái Bình Dương tham gia đầu tư bao gồm dự án nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 3, nhà máy nhiệt điện Sơn Mỹ 1, nhà máy nhiệt điện Vĩnh Tân 4, khu đô thị Tây Hồ Tây. Các dự án này đều có sự tham gia của nhiều tập đoàn lớn trên thế giới như tập đoàn One Energy của Hồng Kông, tập đoàn GDF Suez của EU, tập đoàn Mitsubishi, tập đoàn Sojitz của Nhật Bản, tập đoàn công nghiệp nặng Doosan và tập đoàn Daewoo của Hàn Quốc. Mặc dù chúng tôi không biết được tất cả các đối tác ở Việt Nam, tuy nhiên khi làm việc với tập đoàn Thái Bình Dương, chúng tôi nhận thấy rằng tập đoàn Thái Bình Dương có những kiến thức địa phương rất tốt mà chúng tôi không có. Khi phối hợp với đối tác tập đoàn Thái Bình Dương, chúng tôi thấy tất cả công việc mà chúng tôi cùng thực hiện với họ đều rất trôi chảy và thuận lợi. Đặc biệt những kiến thức địa phương mà họ nắm được đã giúp cho tiến trình của dự án được triển khai nhanh hơn và đạt yêu cầu mục đích mà chúng tôi đặt ra. Bên cạnh đó, chúng tôi thấy rằng tập đoàn Thái Bình Dương cũng là một công ty có năng lực tài chính tốt, ổn định để có thể hợp tác cùng hoàn thành dự án ở Việt Nam. Cùng với đầu tư kinh doanh, hoạt động xã hội từ thiện cũng được tập đoàn coi trọng. Đến nay, tập đoàn Thái Bình Dương đã tài trợ cho hơn 90 đầu mối tổ chức đơn vị, số tiền gần 40 tỷ đồng. Phương châm hoạt động xuyên suốt của chúng tôi là mang lại nhiều hơn nữa những giá trị đích thực cho hôm nay và mai sau. Vì vậy, thấm nhuần ngàn ngữ của ông cha ta là hãy giúp những trường hợp gặp khó khăn, chiếc cần câu hơn là con cá, nên trong hoạt động xã hội và từ thiện, chúng tôi chú trọng đến các lĩnh vực như việc làm, giáo dục đào tạo và người có công. Riêng Nghệ An, tập đoàn Thái Bình Dương đã tài trợ trên 20 tỷ đồng cho các hoạt động liên quan đến giải quyết việc làm, an sinh xã hội, giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo, người có công với cách mạng. Tiêu biểu như tài trợ 2,5 tỷ đồng để xây dựng trường trung cấp kỹ thuật công nông Yên Thành và thành lập hai quỹ học bổng nghề Thái Bình Dương tại trường trung cấp kỹ thuật công nông Yên Thành và trường trung cấp kỹ thuật Bắc Nghệ An. Tài trợ 2 tỷ đồng để xây dựng trạm y tế phía Nam huyện Yên Thành và nhà cộng đồng tránh lũ tại xã Quỳnh Bá, Quỳnh Lưu. Tài trợ gần 7 tỷ đồng để xây dựng nhà máy nước sạch và duy tu công trình lịch sử cấp quốc gia Đền Cả tại xã Nhân Thành, huyện Yên Thành. Tài trợ 2 tỷ đồng trong 5 năm liền cho các chương trình giáo dục đào tạo, xóa đói giảm nghèo, hỗ trợ gia đình thương binh liệt sĩ. Và đặc biệt,
Tập đoàn Thái Bình Dương là đơn vị đưa ra ý tưởng và cùng với các sáng lập viên khác tổ chức thành lập quỹ Tâm Tài Nghệ An và tài trợ cho quỹ 5 tỷ đồng để quỹ hoạt động và tặng thưởng cho những tập thể cá nhân có đóng góp tích cực cho Nghệ An. Phải nói là những cái hoạt động từ thiện và hoạt động xã hội của công ty rất là nhiều, đạt rất nhiều cái hiệu quả về mặt xã hội. Và công ty cũng đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh tặng nhiều bằng khen và được vinh dự nhận cúp vàng doanh nhân xứ Nghệ. Thế thì trong tương lai thì chúng tôi cũng tin tưởng là Chủ tịch Hội đồng Quản trị của công ty đợt này là đại biểu Quốc hội ứng cử tại Nghệ An. Và chúng tôi cũng tin tưởng là trong thời gian sắp tới thì công ty sẽ có cái đầu tư về quê hương xứ Nghệ và để cho xứ Nghệ ngày một giàu mạnh hơn. Bên cạnh việc trực tiếp triển khai các hoạt động xã hội từ thiện, Tập đoàn Thái Bình Dương cũng là sáng lập viên của các quỹ xã hội từ thiện như Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh Thiên tai Miền Trung, Quỹ Tâm tài Nghệ An, Hội Hỗ trợ Gia đình Liệt sĩ Việt Nam. Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phan Văn Quý là Phó Chủ tịch của Quỹ Hỗ trợ Phòng tránh Thiên tai Miền Trung và Quỹ Tâm tài Nghệ An. Quỹ Tâm tài Nghệ An sau một năm ra đời cũng đã tổ chức trao thưởng lần thứ nhất tôn vinh những tập thể cá nhân có đóng góp tích cực cho Nghệ An. Đồng thời, quỹ đã phối hợp với Đài Truyền hình Nghệ An tổ chức thực hiện chương trình truyền hình Tâm tài Nghệ An, một cầu nối thông tin, một kênh tôn vinh những đóng góp tích cực của tập thể cá nhân cho quê hương Bác Hồ kính yêu. Với Quỹ Miền Trung, sau hơn 5 năm thành lập, quỹ đã huy động được hàng trăm tỷ đồng, xây dựng được trên 70 công trình phòng tránh lũ, hàng trăm hecta rừng phòng hộ, tập huấn kiến thức phòng tránh thiên tai cho hàng chục đội xung kích tại 14 tỉnh duyên hải miền Trung. Trong những năm qua, Tập đoàn Thái Bình Dương đã dành nhiều hỗ trợ cho những tổ chức, gia đình và cá nhân có công với đất nước như Hội Gia đình Liệt sĩ Việt Nam, đặc biệt là Bộ đội Trường Sơn, nơi mà ông Phan Văn Quý từng là người lính Trường Sơn. Tập đoàn Thái Bình Dương cũng là một cái tập đoàn làm ăn có hiệu quả, vừa góp sức cho đất nước để xây dựng đất nước, vừa cải thiện đời sống của gia đình, vừa giúp đỡ đồng đội, đặc biệt là vừa tham gia những cái công việc công cộng xã hội. Đây là những việc làm chứng tỏ là con người biết làm ra của cải, nhưng đồng thời cũng biết sử dụng của cải riêng cho mình, làm nhau cho mình, nhưng không chỉ làm nhau riêng cho mình mà lo được việc chung cho xã hội, cho đồng đội. Thì đấy là một lần nữa biểu hiện đích thực chất của Bộ đội Trường Sơn. Cùng với hoạt động đầu tư kinh doanh và làm công tác xã hội từ thiện, trên cương vị của đại biểu Quốc hội, của đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Nghệ An, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phan Văn Quý cũng đã dành nhiều tâm sức để hoàn thành tốt chức trách nhiệm vụ của người đại biểu dân cử. Bằng thực tiễn hoạt động, từ việc lắng nghe ý kiến cử tri, đại biểu Phan Văn Quý đã có nhiều đóng góp tích cực trên diễn đàn Quốc hội cũng như các phương tiện báo chí, như việc đóng góp ý kiến vào Bộ luật Lao động sửa đổi, Luật Đấu thầu sửa đổi, chương trình kinh tế biển vân vân. Ông cũng phối hợp với Báo Đầu tư tổ chức các buổi tọa đàm, mở chuyên mục đóng góp ý kiến cho Luật Doanh nghiệp sửa đổi. Với những kết quả đạt được trong hoạt động sản xuất kinh doanh và hoạt động xã hội từ thiện, vào năm 2011, nhân dịp kỷ niệm 10 năm ngày thành lập, Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương và Chủ tịch Hội đồng Quản trị Phan Văn Quý đã vinh dự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng 3. Đây là nguồn động viên khích lệ to lớn để cán bộ nhân viên Công ty Cổ phần Tập đoàn Thái Bình Dương tiếp tục với mục tiêu của mình là mang lại nhiều hơn nữa những giá trị đích thực cho hôm nay và mai sau.